xin chào mọi người. Rồi, buổi sáng mới đi tập thể dục về, để vào bếp làm đồ ăn sáng. Rồi, món ăn của mình hôm nay có khoai tây, hai cái trứng, ba cái xốt xịt, với là đây là cái miếng bacon là heo, thịt ba rọi. Rồi mời mọi người ăn với mình nhé. Buổi sáng ở bên này thì tự làm ăn thôi, chứ không phải như là bên Cali. Bên Cali thì 6 giờ sáng thì người ta đã mở cửa bán tất cả các thứ đồ ăn, nhưng điều bên này nó khác. Bên này thì buổi sáng chỉ có ra ăn đồ Mỹ thôi. Nhà hàng Việt Nam nó cũng xa, cỡ 40 phút mà nó còn chưa mở giờ, 11 giờ nó mới mở. Cho nên là tự làm ở nhà ăn. Đây là ăn sáng theo kiểu Mỹ, chỉ có trứng với sausage với là khoai tây thôi. Ăn đơn giản vậy mà nó cũng ngon. Bên Cali á, buổi sáng 6 giờ sáng là mình thức dậy rồi, mình đi chọn đồ, chỗ nào mà ăn ngon thì mình ăn. Cho nên vừa rồi về bên Cali 10 ngày mà sáng nào đi ăn chỗ khác nhau. Về bên này thì tự chọn đồ ăn để nấu. Để làm sao lâu lâu thay đổi món, có siêu tiêu với siêu muối còn nữa. Trong này đồ Mỹ thì nó ít khi bỏ gia vị lắm, nó chỉ có bỏ tiêu với muối thôi, chứ nó không phải đồ Việt, giống đồ Việt Nam mình. Vì buổi sáng thì mình thức dậy rất sớm, buổi sáng là vô lúc 5-6 giờ sáng mình dậy xong rồi giờ chở con đi học rồi đi tập thể dục. Còn sáng hôm nay là sáng chủ nhật thì sáng nay mình dậy 6 giờ rồi đi tập thể dục, đi ra ngoài tới cái chỗ mà gym tập thể dục, tập xong về thì ăn sáng. Đó là cái cuộc sống hàng ngày. Luôn tiện đây thì mình cũng muốn cảm ơn đến tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ cái kênh của mình nha. Kênh của mình thì nó đơn giản mộc mạc thôi, cho nên có nhiều cái video mình làm ra nó cũng xấu lắm, cái hình ảnh nó cũng xấu, cái tiếng nói nó cũng được rõ, tại vì mình mới làm. Với là mình cũng chỉ có dùng cái điện thoại quay thôi, quay sao bỏ ra vậy thôi, chứ không có đưa qua computer rồi add điệp bằng máy móc rồi cái này cái kia, nó không có, chỉ có điện thoại thôi. Rồi nếu mà sau này mà tìm hiểu thêm á thì mình cố gắng mình làm cho nó đẹp rõ tiếng, chứ không phải như người ta mà chuyên nghiệp, cho nên mọi người thông cảm, có cái gì thiếu sót nhớ bỏ qua. Ủng hộ mình thì mình tiếp tục sẽ làm, càng ngày mình sẽ làm ra nhiều video khác nhau cho mọi người xem cho vui, chính mình cũng vui nữa. Đôi lúc tới cái tuổi này rồi thì làm việc thì ít lại,
rồi tìm những cái gì cho cái niềm vui thì nhiều, để cho cái cuộc sống nó thư giãn, nó thoải mái. Cái này bacon mình chiên vừa tới nó ngon lắm, ăn nó ngon. Còn đôi lúc mình ra nhà hàng, vừa rồi mình có làm một cái clip mà quay cái chỗ nhà hàng mà cũng ăn mấy cái món này. Thực sự ra mà nói mình thấy người ta chiên cũng hơi quá lửa, cháy, ăn nó khô khan. Mấy cái này mình ở nhà mình ăn tới đâu mình biết cách làm mình thích ăn thêm vừa vừa thì mình làm vừa ăn miệng ăn ngon. Điểm tâm buổi sáng ở Mỹ kiểu này thì nó cũng đầy đủ chất. Con mình cũng hay làm cho nó ăn buổi sáng chủ nhật đó. Vì theo mình tìm hiểu là cái video của mình làm á, mấy video của mình làm từ hồi đó đến giờ á, là đa số là mấy bạn ở bên Việt Nam xem, mà khán giả thì đều đa số là 60% là bên Việt Nam, cho nên mình cũng muốn làm mấy cái video mà chia sẻ những cái gì ăn uống rồi mấy nhà hàng bên Mỹ rồi cuộc sống bên Mỹ như thế nào để gửi cho mọi người bên Việt Nam xem cho vui nhé. Vì bên này thì người ta cũng thấy những cái cảnh này thì thường rồi. Ở Việt Nam là đâu cần buổi sáng phải nấu ăn đâu, ra ngoài tiệm là có hết, chọn món gì ăn thôi chứ còn không có thiếu món gì, sợ không có tiền thôi. Bên Việt Nam mình cũng từ ngày mình làm YouTube giờ mình chưa về Việt Nam, cũng hy vọng một ngày gần đây mình về Việt Nam mình quay, vì mình rất thích về Việt Nam là vì có nhiều món ăn. Một cái kênh của mình cũng về ẩm thực, thích đi thử đồ ăn chỗ này chỗ kia. Sáng còn sớm có, vợ mình với con mình đang còn ngủ vì hôm nay là ngày chủ nhật nó không đi học. Chủ nhật là được bên đêm được ngủ trễ và sáng thức dậy trễ. Rồi nó thức dậy thì mình cũng làm một món giống vậy cho nó ăn. Thỉnh thoảng ăn đồ Mỹ, đồ Việt Nam nhiều quá thì nó cũng ngán. Rồi quay qua đồ Mỹ nó cũng đỡ đi, rồi xong rồi quay lại đồ Việt Nam vậy thôi. Nói gì nói chứ đồ Việt Nam cũng lúc nào vẫn là ngon. Nếu mà mọi người muốn mình quay ở đâu và nấu cái gì ăn thì mọi người nhớ comment ở dưới nhé. Mình sẽ cố gắng làm mấy video mà mọi người comment cho mình. Mình cũng không giỏi về những cái vấn đề mà làm phim hoặc video hoặc cái này kia đâu, cho nên cũng thông cảm nha. Mình sao có coi cho vui, thư giãn kể sao. Nhiều người cũng nói cái video của mình cái tiếng nói nó hơi nhỏ, đúng là vì mình quay bằng điện thoại mình đang dùng là mình quay thôi chứ mình không có những cái dụng cụ mà hỗ trợ, cho nên nó không ra được giống như người ta đâu. Một ngày học một ít để biết, mới làm đâu có ai mà
mới bước ra nghề mà giỏi liền đâu đúng không? Nhưng mình sẽ cố gắng là vì mình thấy mọi người tiếp bắt đầu là ủng hộ mình. Càng ngày nó có một ít thêm nhiều thì nó bắt đầu là cứ một ngày thêm ít nó cộng ra nhiều. Cho nên một khi mình xem mấy cái video mình cũng thấy thoải mái, vui. Tiểu bang của mình ở thì ít người Việt Nam, nhất là cái chỗ mình đang ở đây. Mình sống ở đây tới cả 20 năm rồi. Riêng tiểu bang này không, chưa kể những cái tiểu bang khác. Tiểu bang này nó yên lắm, nhà cửa nó cũng rẻ, cuộc sống nó cũng không có hối hả giống như bên Cali hoặc là những cái tiểu bang khác. Người Việt cũng có mà sống rải rác thôi chứ không có nhiều. Trời bắt đầu mà bữa nay trời cũng chưa có ấm lắm. Nào trời mà hẳn là mùa hè á, mình sẽ làm mấy cái video đi ra lấy tàu ra hồ rồi ra công viên chơi nướng thịt nướng đồ ăn. Sốt xịt cuốn với bacon cuốn với sốt xịt. Ngon lắm mọi người ạ. Ở Việt Nam cũng có bán mấy cái món này mà. Vì mình hồi xưa mình về Việt Nam mình vô chợ mình thấy rồi. Cơ trứng thì mình không đổ kiểu ép la, đừng có kiểu ép la ăn nó ớn. Đổ kiểu này là mình nó đủ rồi quậy qua quậy lại á, nó mì tới mì nó gọi là scramble egg, ăn nó cũng ngon. Trứng rồi sốt xịt với bần khoai tây. Ngon quá trời. Đơn giản, nhẹ bụng, ngon miệng. Ngon lắm. Thôi, cảm ơn mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Hoàng Family nha. Mọi người nhớ đừng quên bấm like, share, subscribe vào nha. Thank you, cảm ơn. Hẹn mọi người cái video kế tiếp. Bye bye.